Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho 86 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên liên quan. Bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi hoàn cho SCB số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Các tài sản liên quan bị kê biên sẽ dùng để hoàn trả cho nghĩa vụ thi hành án. Hội đồng xét xử đồng thời đưa ra nhiều quyết định về các giao dịch dân sự của bà Lan và các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm thu hồi tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo. Trong đó, tòa buộc công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là hơn 2.882 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sydney Island thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm giữ trước đó. Liên quan đến các thỏa thuận chuyển nhượng, hợp tác còn dang dở giữa bà Lan, các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát với các đối tác, tòa buộc các bên giao trả cho nhau những gì đã nhận. Cụ thể, công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát bị buộc nộp lại hơn 2.300 tỷ đồng, công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả 400 tỷ đồng, công ty cổ phần T&H Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Trong đó, khi nhắc tới cái tên Phú An và nữ doanh nhân Phan Thị Phương Thảo, giới doanh nhân thường liên tưởng ngay đến công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An và tập đoàn Khang Thông cùng dự án đình đám Happyland, xứ sở hạnh phúc. Happyland nổi tiếng với tổng quy mô 688 hectare, vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Từ chục năm trước, dự án gây bão khi cho biết đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Kêu gọi rầm rộ triển khai như vậy, nhưng sau đó dự án đắp chiếu nhiều năm, công ty rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Hàng loạt bản án sau đó được công bố, số nợ của Phú An lên đến khoảng 700 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán. Thậm chí công ty còn nợ cả tiền bảo hiểm xã hội, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An phải vào cuộc, kê biên một phần tài sản, bà Thảo lúc đó bị cấm xuất cảnh. Năm 2016, để trả nợ, tập đoàn Khang Thông tìm đối tác mua cổ phần của dự án Happyland. Thông tin trên thị trường thời đó cho biết những cuộc đàm phán với bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã diễn ra nhưng bất thành. Không đạt được thỏa thuận với Vạn Thịnh Phát, năm 2017, phía Khang Thông công bố thông tin đã bán 88% cổ phần của dự án Happyland cho đối tác Vina Oscar tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An nhận được đơn của công ty Nhật Linh, Lioa, yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Cục Thi hành án Dân sự cho biết, thời điểm đó đang tổ chức thi hành án đối với 6 bản án của công ty Khang Thông. Sau hơn 2 năm, tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Hội đồng xét xử cho biết trong số 1.237 bất động sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan, có 6 bất động sản của công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Gia Lai. Công ty này muốn được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số bất động sản nêu trên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó. Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán vừa được Quốc Cường Gia Lai công bố, dữ liệu báo cáo thể hiện ngày 9 tháng 12 năm 2020, công ty đã nộp đơn khởi kiện công ty cổ phần đầu tư Sunny Island ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC liên quan đến tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, VIAC phán quyết Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển ký ngày 20 tháng 3 năm 2017 với đầu tư Sunny Island theo đúng quy định và buộc Sunny Island phải hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng mà Sunny Island đã nhận theo biên bản giao nhận ngày 2 tháng 7 năm 2017 và 17 tháng 7 năm 2017. Trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của công ty Sunny, tòa án đã nhận được ý kiến của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè
giữa Sunny Island và Quốc cường Gia Lai có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, mà Bộ Công an đang thụ lý điều tra. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của Quốc cường Gia Lai giảm nhẹ xuống 9.585 tỷ đồng. Sau một năm, lượng tiền mặt của công ty giảm mạnh chỉ còn hơn 28 tỷ đồng, đồng thời không ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào. Trong bảng cân đối tài chính, Quốc cường Gia Lai ghi nhận tổng nợ phải trả 5.236 tỷ đồng, trong đó 4.292 tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác, bao gồm 2.883 tỷ đồng tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển, còn lại là các dự án khác. Đáng chú ý, nhiều bất động sản liên quan Quốc cường Gia Lai nằm trong 1.237 bất động sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát, đồng thời 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển thành phố Hồ Chí Minh cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ. Công ty còn phải trả 272 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc, 152,8 tỷ đồng cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia, 12,6 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Lean Property. Bên cạnh đó, Quốc cường Gia Lai có nhiều khoản phải trả ngắn hạn cho nhiều cá nhân. Ngoài ra còn phải trả 300 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, 83 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát ANB, cổ tức phải trả 194,7 tỷ đồng, các khoản khác 175,6 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Quốc cường Gia Lai khá chật vật, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn rất khiêm tốn. Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát vừa qua, sau khi tuyên án Trương Mỹ Lan và các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên tạm giữ một số tiền, buộc một số cá nhân tổ chức hoàn trả một khoản tiền, tổng trên 12.000 tỷ đồng, tiếp tục kê biên một số bất động sản, cổ phần, sổ tiết kiệm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Ở nội dung này, hội đồng xét xử giải thích thêm, đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nghĩa là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Như vậy, do tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan rất nhiều, cùng với nhiều khoản tiền khác bị thu giữ, hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tài sản dùng bồi hoàn cho SCB chỉ nằm trong 1.122 mã tài sản mà bị cáo Lan dùng để thế chấp tại SCB. Và một số khoản tiền các bị cáo trong vụ án tự nguyện nộp khắc phục cho SCB. Một số tài sản, tiền khác sẽ được dùng khắc phục trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan. Theo phân tích của luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để thi hành phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Lan, điều đầu tiên là phải có bản án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, bản án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên mới là sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật, bản án này sẽ có hiệu lực pháp luật nếu không có ai kháng cáo, trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên án hoặc 15 ngày kể từ khi nhận được bản án, với những người không tham dự phiên tòa hoặc không có cơ quan nào kháng nghị, trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyên án, trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm tòa án cấp phúc thẩm tuyên án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án cần làm đơn đề nghị thi hành án, nộp đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền. Số tiền đang tạm giữ cùng các tài sản kê biên sẽ chuyển sang cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật. Cũng liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp cho biết, bản án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên chưa có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phần án dân sự tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Ông Lợi nhấn mạnh, đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nên ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án, các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Do đó, Tổng cục Thi hành án Dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Vẫn theo ông Lợi, vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục Thi hành án Dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch rất chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án, thậm chí tính đến cả phương án tăng cường lực lượng cho thành phố Hồ Chí Minh.